Tiếp tục cập nhật về đối đầu ở Đông Âu, báo chí Mỹ vừa cho biết Nga-Iran đang đẩy mạnh quá trình xây dựng nhà máy chế tạo UAV chung để nâng cao năng lực tấn công cho các lực lượng vũ trang Nga. Một cuộc đối đầu về chính trị cũng vô cùng gay gắt khi Ba Lan hy vọng khoảng 40 quốc gia sẽ phản đối Nga tham dự Olympic Paris 2024. Trong khi đó, có tin Tổng thống Biden sắp đến Đông Âu, cựu Tổng thống Nga Medvedev đưa ra cảnh báo sốc với Kiev Tại châu Phi, các nhà lãnh đạo phía đông lục địa đen kêu gọi đình chiến ở Congo ngay lập tức. Những vấn đề nổi cộng khác trên toàn cầu Nghị sĩ nói TikTok phải hợp tác với tình báo Mỹ để bảo đảm an toàn dữ liệu. Ấn Độ cấm hàng trăm ứng dụng các cược và vai nợ liên quan đến Trung Quốc. Bộ trưởng Giao thông Mỹ nói sẽ không chạy đua vào Thượng viện. Di sản gây tranh cãi của cựu Tổng thống Pakistan mới qua đời. Tổng thống Hàn Quốc có phát ngôn viên mới. Trung Quốc sắp bổ nhiệm đại sứ mới tại Nhật Bản. Tất cả sẽ có trong chương trình Thời sự quốc tế ngay sau đây. chào mừng quý vị đang đến với chương trình thời sự quốc tế hôm nay sau đây là những thông tin chi tiết từ washington mới đây đưa tin nga và iran đang đẩy mạnh quá trình xây dựng nhà máy chế tạo uav chung giữa hai nước nhà máy sẽ đặt trên lãnh thổ nga và sản xuất các loại máy bay không người lái do iran thiết kế theo bài báo cả hai phía hy vọng những uav được sản xuất tại đây có tốc độ nhanh hơn tấn công chính xác hơn và khó bị bắn hạ hơn do vậy khi ra chiến trường sẽ là mối đe dọa thực sự đối với quân đội ukraine Bài báo dẫn lời một số nguồn tin cho biết, phái đoàn Iran đã đến Nga để thảo luận những địa điểm thích hợp cũng như các văn bản hợp tác chi tiết. Trong mấy tháng qua, Nga đã sử dụng hàng trăm UAV loại Shah 136 do Iran sản xuất để tấn công các mục tiêu quân sự và dân sự của Ukraine. Mặc dù phần lớn bị bắn hạ, nhưng những chiếc còn lại cũng gây ra hậu quả nghiêm trọng. Bộ trưởng Bộ thể thao và du lịch Ba Lan, ông Kamil Bonisław mới đây cho biết, ông mong đợi hàng chục quốc gia sẽ phản đối việc đưa vận động viên từ Nga và Belarus đến Thế vận hội Olympic năm 2024 tại Paris. Ông Bonisław nói với đài truyền hình nhà nước Ba Lan: "Tôi nghĩ rằng vào tuần tới, các quốc gia sẽ đưa ra lập trường rất vững chắc, khoảng 40 nước sẽ có ý kiến về vấn đề này. Chúng tôi phản đối rất rõ ràng sự tham gia của Nga và Belarus trong Thế vận hội." Vì quan chức Ba Lan này cũng tin rằng những người phản đối Nga và Belarus sẽ bao gồm các thành viên của EU và Vương quốc Anh. Ông Bonesus đề cập đến Hoa Kỳ, mặc dù Nhà Trắng hôm 2 tháng 2 cho biết họ ủng hộ cho phép các vận động viên Nga và Belarus thi đấu với tư cách trung lập. Quan chức Ba Lan thông tin thêm, các bộ trưởng thể thao của EU có một cuộc họp trực tuyến dự kiến vào thứ Sáu tuần tới vài ngày qua đã chứng kiến một cuộc tranh luận ngày càng tăng về Thế vận hội. Ukraine đang kêu gọi cấm hoàn toàn các vận động viên Nga vì cuộc tấn công bắt đầu vào tháng 2 năm ngoái. Trong đó, các vận động viên là nạn nhân. Nga đang thúc đẩy để mọi hạn chế được dỡ bỏ, nói rằng Thế vận hội không nên bị chính trị hóa. Ủy ban Olympic Quốc tế cho biết họ đang xem xét một lộ trình để Nga tham gia Thế vận hội, có thể với tư cách vận động viên trùng lập. Trước đó vào ngày 2 tháng 2, ông Bolotser và người đồng cấp từ các quốc gia vùng Baltic đã đưa ra một tuyên bố chung chỉ trích Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC). Tuyên bố chung có đoàn Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan lên án những nỗ lực của Ủy ban Olympic Quốc tế nhằm đưa các vận động viên của Nga và Belarus trở lại các cuộc thi quốc tế. Hãng tin Reuters tổng hợp các sự kiện đáng quan tâm nhất vừa diễn ra ở Ukraine bao gồm khủng hoảng thiếu điện ở Odessa. Giới chức thành phố này đang khẩn trương sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng chủ chốt sau khi xảy ra hỏa hoạn do đường dây quá tải. Hậu quả khiến gần 500.000 người Ukraine ở thành phố cảng Odessa bị mất điện. Trước đó, các tên lửa của Nga cũng gây thiệt hại nặng nề cho lưới điện của địa phương. Giới chức cho biết việc sửa chữa có thể mất vài tuần. Sự kiện thứ hai đó là những nỗ lực ngoại giao và cung cấp vũ khí. Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm Ba Lan, một quan chức ngoại giao cấp cao Ba Lan cho biết. Theo Reuters, có thông tin cho rằng chuyến thăm của ông Biden sẽ trùng hợp với thời điểm cho một năm xung đột bùng nổ ở Ukraine ngày 24 tháng 2 năm 2022. Mặt khác, Tổng thống Ukraine Zelensky tước quyền công dân của nhiều cựu chính trị gia nổi tiếng, thực hiện bước tiếp theo trong nỗ lực làm sạch, rũ bỏ sự liên hệ của Kiev với các nhà chính trị và tài phiệt thân Moscow. Về việc hỗ trợ vũ khí, Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa cho biết nước này sẽ gửi xe tăng chủ lực Leopard 2 cho Ukraine, nhưng không nói rõ số lượng bao nhiêu ở Moscow, cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, việc Mỹ ngày càng bơm vũ khí tiên tiến vào Ukraine sẽ chỉ dẫn đến các cuộc oanh kích đáp trả mạnh mẽ hơn của Nga, thậm chí có thể phải dùng đến các biện pháp mạnh dựa trên học thuyết hạt nhân của Nga. Trong một diễn biến khác, Mỹ gần đây cảnh cáo Thổ Nhĩ Kỳ về việc xuất khẩu đến Nga các mặt hàng hóa chất, vi mạch và các sản phẩm khác có thể được Moscow dùng trong xung đột ở Ukraine. Washington tuyên bố có thể trừng phạt các công ty và ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm lệnh trừng phạt một số tin nhanh về tình hình xung đột, Ukraine và Nga mới đây đã trao đổi khoảng 200 tù nhân, hai bên vừa đưa ra thông cáo, thi thể của hai tình nguyện viên người Anh cũng được trao lại cho phía Ukraine. Bên cạnh đó, trong một bài phỏng vấn với truyền thông Đức, tổng công tố nước này cho biết Berlin đang thu thập các bằng chứng về tội ác chiến tranh ở Ukraine. Tổng công tố Đức nói, ông nhận thấy cần tiến hành một quy trình điều tra xét xử ở mức độ quốc tế. Bản đồ được đài Mỹ CNN công bố vào chiều 3 tháng 2 cho thấy cục diện ở Ukraine hiện nay. Khu vực màu đỏ là nơi của nga kiểm soát, màu sắc đậm nhạt thể hiện các mức độ kiểm soát khác nhau. Khu vực có đường viền màu xanh dương là nơi Ukraine tuyên bố kiểm soát sau khi phản công. Nga mới đây chỉ trích hội nghị thượng đỉnh giữa Liên minh châu Âu, EU và Ukraine chỉ nhằm thể hiện khát vọng bá chủ của phương Tây. Phóng ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova ngày 4 tháng 2 ra văn bản chỉ trích hội nghị thượng đỉnh của EU và Ukraine vừa diễn ra ở thành phố Kiev. Theo bà Zakharova, EU đã vi phạm các yêu cầu tiêu chuẩn của chính khối này khi ủng hộ sự gia nhập của Ukraine vào liên minh. Bà Zakharova nhìn nhận, khi không đủ phẩm chất theo tiêu chuẩn của EU vì đã đàn áp hoàn toàn những người bất đồng chính kiến, vi phạm quyền tự do ngôn luận, đàn áp văn hóa và tôn giáo. Bà Zakharova lên án, việc EU sẵn sàng hỗ trợ thêm vũ khí cho Ukraine, trong khi kêu gọi hòa bình là hành động đạo đức giả không kém. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nói rằng, tất cả các hoạt động cung cấp quân sự và hỗ trợ tài chính của EU dành cho Kyiv đều dẫn đến sự gia tăng số nạn nhân của cuộc xung đột, bao gồm dân thường. Bà Zakharova nói thêm, hội nghị thượng đỉnh vừa qua cho thấy EU đã đầu tư mọi nguồn lực chính trị, tài chính và quân sự để phát triển một mặt trận ở Ukraine chống lại sự hình thành một trật tự thế giới đa cực mà Nga và phần lớn cộng đồng thế giới kiên quyết ủng hộ. Theo hãng thông tấn Anadolu, Tổng thống Zelensky đã ca ngợi thượng đỉnh ở Kiev là biểu tượng vĩ đại về sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế dành cho Ukraine chống lại sự hung hăng của Nga. Ông cho biết các bên đã thảo luận về chuyển vọng gia nhập Liên minh châu Âu của Kiev về cách giải quyết cuộc xung đột và vấn đề an ninh lương thực. EU đã liên tục viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine. Vừa qua, họ nhấn mạnh cam kết giúp đỡ Kiev nhiều hơn nữa. Khối Liên Âu cũng thông báo tiến hành được trừng phạt thứ 10 đối với Moscow vào ngày 24 tháng 2 sắp tới, đánh dấu một năm xung đột bùng nổ. Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen cho biết, Ukraine đang thực hiện những bước quan trọng trên con đường gia nhập EU. Tôi biết rằng họ sẽ giữ vững tốc độ. Ukraine đã được cấp tư cách ứng cử viên đầy đủ vào tháng 6 năm ngoái. Các nhà lãnh đạo khu vực Đông Phi vừa nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Cụ thể, tại hội nghị thượng đỉnh vào hôm 4 thứ Hai ở thủ đô của Bunuri, các nhà lãnh đạo của khối cộng đồng Đông Phi EAC đã kêu gọi tất cả các bên ngừng bắn ngay lập tức. Lời kêu gọi đưa ra khi nhóm phiến quân M23 đã chiếm giữ các khu vực rộng lớn ở tỉnh Bắc Kivu, miền đông Congo, trong đợt tấn công chấp nhoáng từ ngày 20 tháng 10. Hiện nhóm này đe dọa thủ phủ Goma của tỉnh. Cuộc xung đột ở Congo đã gây căng thẳng cho khu vực Đông Phi, do Congo cáo buộc nước láng giềng Rwanda ủng hộ và tài trợ cho cuộc nổi dậy do người Tutsi lãnh đạo. Các chuyên gia của Liên Hợp Quốc và một số cường quốc phương Tây cũng cáo buộc Rwanda ủng hộ M23, mặc dù Rwanda đã phủ nhận mọi liên quan. Cuộc họp hôm 4 thứ hai vừa qua là nỗ lực ngoại giao mới nhất nhằm cố gắng chấm dứt cuộc nổi dậy. Tình hình an ninh bất ổn ở Bắc Kivu từ tháng 3 năm ngoái đến nay đã khiến ít nhất 520.000 người phải di dời. Bắc Kivu cũng là một trong những địa phương chứng kiến giao tranh triền miên ở Congo. Hội nghị thượng đỉnh có sự tham dự của các nguyên thủ quốc gia đến từ Rwanda, Congo, Uganda, Kenya, Tanzania và Burundi, cùng với các quan chức cấp cao ở khu vực. Bên cạnh yêu cầu đình chỉ ngay lập tức, các nhà lãnh đạo còn kêu gọi rút tất cả các nhóm vũ trang và lực lượng nước ngoài khỏi Congo trong khung thời gian cụ thể sẽ sớm được quyết định. Thư nghị sĩ Cory Poker cho biết vào hôm Chủ nhật ngày 5 tháng 2 rằng TikTok đang hợp tác với tình báo Hoa Kỳ để ban hành các biện pháp phòng ngừa nhằm bảo vệ nền tảng chia sẻ video khỏi sự giám sát dữ liệu của Trung Quốc ông nói tôi nghĩ có hai cách để tiếp cận vấn đề này bước chủ động là cấm trên các thiết bị của chính phủ đây là điều mà chính phủ liên bang hoa kỳ đang làm các tiểu bang và thậm chí cả địa phương cũng đang làm nhưng có cách khác để giải quyết vấn đề này liên hệ trực tiếp với công ty họ hiện đang làm việc với các nhân viên tình báo hoa kỳ để cố gắng đảm bảo rằng các biện pháp phòng ngừa thích hợp được thực hiện để không ai có thể truy cập và sử dụng như công cụ gián điệp Quốc hội và nhiều cơ quan lập pháp tiểu bang thời gian qua đã thông qua luật cấm TikTok trên các thiết bị của chính phủ, phần lớn do lo ngại về an ninh quốc gia. Hai đảng viên Cộng hòa đã công bố một dự luật vào tháng trước cấm TikTok trên tất cả các thiết bị ở Hoa Kỳ, cáo buộc ứng dụng này gây ra rủi ro an ninh quốc gia. Ông Booker cũng cho biết vào Chủ nhật ngày 5 tháng 2, có một quan điểm lưỡng đảng mạnh mẽ muốn hành động để đối phó các mối đe dọa tiềm tàng của Trung Quốc có thể gây ra đối với Hoa Kỳ. Ông nói, đây là điều chúng ta phải thực hiện nghiêm túc, đó là vấn đề khi các công ty Mỹ bị đánh cắp bí mật. Đây là vấn đề chúng ta phải giải quyết để bảo vệ bí mật trong quân đội của mình. Trong một động thái mạnh tay, chính quyền trung ương Ấn Độ đã cấm và chặn 138 ứng dụng cá cược và 94 ứng dụng cho vay có liên kết với Trung Quốc. Theo các nguồn tin chính phủ cho biết vào ngày 5 tháng 2 vừa qua, Động thái này được thực hiện sau khi xác nhận rằng các ứng dụng trên vi phạm 169 của đạo luật công nghệ thông tin vì chúng chứa công cụ gây phương hại đến các thực thể tiêu dùng ở Ấn Độ. Động thái này dựa trên một số khiếu nại về việc tống tiền và quấy rối dân thường đã vay một khoản tiền thông qua các ứng dụng dành cho thiết bị di động. Được biết, những ứng dụng này là sản phẩm của người quốc tịch Trung Quốc đã thuê người Ấn Độ và chỉ định họ làm giám đốc điều hành. Theo thông tin ban đầu, những cá nhân khó khăn bị dụ dỗ vay tiền và sau đó tăng lãi suất lên tới 3.000% một năm. Khi con nợ không thể trả lãi, các cá nhân đại diện cho ứng dụng này bắt đầu quấy rối những người mắc nợ. Họ gửi tin nhắn đe dọa, làm họ xấu hổ bằng những tin nhắn gửi đến người trong danh bà của họ. Vấn đề được chú ý sau một loạt vụ tự tử, đặc biệt là ở Andhra Pradesh và Telangana, bởi những người đã vay như vậy. Các bang như Telangana, Odisha và Uttar Pradesh cũng như các cơ quan tình báo trung ương sau đó đã yêu cầu Bộ có hành vi chống lại các ứng dụng này. Dựa trên những thông tin ban đầu, Bộ đã bắt đầu phân tích 28 ứng dụng cho vay của Trung Quốc cách đây 6 tháng. Tuy nhiên, họ phát hiện ra rằng 94 ứng dụng khác đang hoạt động thông qua các liên kết của bên thứ ba. Bộ Thông tin và Phát thanh truyền hình Ấn Độ đã đưa ra một lời khuyên nói rằng vì cá cược và cờ bạc là bất hợp pháp ở hầu hết các vùng của đất nước nên quảng cáo của các nền tảng cá cược này cũng như người đại diện của họ là bất hợp pháp theo quy định của pháp luật. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Peter Buttigieg hôm chủ nhật ngày 5 tháng 2 cho biết ông muốn giữ nguyên vị trí hiện tại khi được hỏi liệu có tranh cử vào ghế thượng viện ở Michigan sau khi ông và gia đình chuyển đến tiểu bang này hay không, ông Peter nói với CNN: "Tôi dự định bỏ phiếu trong cuộc bầu cử đó với tư cách là cư dân bình thường của Michigan. Công việc mà tôi đang làm trước hết tôi nghĩ là công việc tốt nhất trong chính phủ liên bang. Nó có thể thực sự khó khăn và đòi hỏi khắc khe với tất cả các vấn đề mà hệ thống giao thông phải đối mặt, nhưng cũng vô cùng bổ ích." Thượng nghị sĩ Debbie Stabenow đại diện cho bang Michigan, đã thông báo vào tháng trước rằng bà không tái tranh cử vào năm 2024, khiến các đảng viên dân chủ phải tranh giành để quyết định sẽ đưa ai ra trong cuộc đua thay thế. Cuộc đua có thể sẽ mang tính cạnh tranh cao vì các đảng viên Cộng hòa coi chiếc ghế này là một lựa chọn tiềm năng để giúp giành lại thế đa số tại Thượng viện. Dân biểu Haley Steven tháng trước cũng cho biết bà sẽ không tranh cử vào Thượng viện, nói rằng bà còn nhiều việc phải làm với tư cách là dân biểu. Ông Buttigieg đã chuyển nơi cư trú từ Indiana đến Michigan vào tháng 7 năm ngoái để gần gia đình hơn. Ông chuyển đến thành phố Traverse, nơi gia đình đã mua một ngôi nhà từ hai năm trước. Ông nói tiếp trên CNN, công việc hiện tại chiếm 110% thời gian của tôi, và rõ ràng là tôi phục vụ theo sự hướng dẫn của Tổng thống. Biến là ông ấy sẵn sàng để tôi tiếp tục làm việc, thì tôi tự hào là một phần của Bộ Giao thông Vận tải. Theo một số chuyên gia, cựu tổng thống Pakistan vừa qua đời, ông Pervez Musharraf là một nhân vật gây chia rẽ trong nền chính trị của quốc gia Nam Á. Ông giúp đất nước trở lại thời kỳ ổn định kinh tế, nhưng bị cáo buộc lạm dụng quyền lực và làm suy yếu nền dân chủ. Nhà lãnh đạo này đã cai trị gần một thập kỷ sau khi lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính không đổ máu vào năm 1999. Sự nghiệp của ông bị hủy hoại bởi nhiều cáo buộc liên quan đến lạm dụng quyền lực, bao gồm cả việc bắt giữ các đối thủ một cách tàn nhẫn, cũng như liên quan đến vụ ám sát cựu Thủ tướng Benazir Bhutto. Quyết định ủng hộ Hoa Kỳ trong cuộc tấn công Afghanistan để đổ lấy một khoản viện trợ khổng lồ cũng là vấn đề gây tranh cãi. Một sinh viên 24 tuổi tên Mohammad Quasker tại Islamabad nói, Tổng thống Musharraf đã thúc đẩy các tiêu chuẩn giáo dục và cơ sở hạ tầng ở Pakistan. Ông ấy đã mang lại sự phát triển cho đất nước nhưng mặt khác đất nước đã phải chịu tổn thất khi đối mặt với chủ nghĩa khủng bố việc mỹ tham chiến ở afghanistan đã làm suy yếu đất nước của chúng ta pakistan hiện đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế và sự bất ổn chính trị lan rộng trước khi các cuộc bầu cử diễn ra vào cuối năm nay trước tình hình hỗn loạn một số người vẫn nhớ đến ông musarat với một sự yêu mến nhất định Ông Muhammad Khan, 70 tuổi, ở Islamabad nói, ông ấy là một nhà cai trị giỏi, trước đây chưa từng có nhà lãnh đạo nào như ông ấy và sẽ không bao giờ có người nào như ông ấy nữa. Chính trị gia cựu và cựu đồng minh của Thủ tướng Musarat là ông Elahi nói với AFP, ông ấy là một nhà cai trị biết thấu hiểu, yêu thích làm việc, làm việc chăm chỉ và đánh giá cao những sáng kiến mới. Năm 2006, Tổng thống Hoa Kỳ George Bush đã gọi tướng Musarraf là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, người đã trở thành mục tiêu công kích của những kẻ phản đối tư tưởng ôn hòa. Tuy nhiên, những động thái của ông nhằm lật đổ chính phủ dân cử và đình chiến hiến pháp trong thời gian dài cũng tạo nên sự bất bình. Công chức đã nghỉ hưu Naim Ulahasati ở Islamabad nói với AFP, một hành động của ông ấy sẽ được ghi nhớ trong suốt lịch sử, đó là vi phạm hiến pháp. Điều quan trọng nhất mà một quốc gia có lại là hiến pháp khi phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng, đòi hỏi bầu cử dân chủ, sự đàn áp của tướng Musarat đối với những người chỉ trích ngày càng mạnh mẽ. Ông đình chỉ hiến pháp lần thứ hai vào năm 2007, vây bắt hàng nghìn người chống đối và sa thải chánh án, dẫn đến các cuộc biểu tình lan rộng. Doanh nhân Adul Basit ở Chita nói với AFP, tướng Musarat là một trong những nhà độc tài quân sự đã cai trị đất nước một cách sai lầm bằng cách đưa một nhóm người nền bờ vào nội các. Dưới thời ông Musarat, Pakistan đã đẩy mạnh cuộc chiến chống lại những người ly khai sắc tộc Baloch với một chiến dịch sát hại thủ lĩnh ly khai chủ chốt Apahaputi vào năm 2006, một vụ ám sát thổi bùng ngọn lửa của phong trào chống đối. Doanh nhân Basit nói tiếp, mọi người công nhận tướng Musarat vì đã phát triển đất nước, nhưng mặt khác, giống như những người tiền nhiệm, ông ta cũng tàn phá đất nước. Tướng Musarat đã từ chức vào năm 2008 và phải đối mặt với nhiều năm tranh cãi pháp lý, cuối cùng bị kết án tử hình vì tội phản quốc phán quyết sau đó đã bị chính quyền kế nhiệm vô hiệu hóa. Nhà cựu độc tài này trải qua năm tháng cuối đời bình yên ở Dubai, khi đảng liên đoàn Hồi giáo của ông cũng không còn mạnh trên chính trường. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết vào hôm Chủ nhật ngày 5 tháng 2, cựu nhà báo Lee Do-gun đã được bổ nhiệm làm người phát ngôn mới của Tổng thống Yoon Suk-yeol sau vị trí này bị bổ trống trong khoảng 5 tháng qua. Vị trí này bị bỏ trống từ đầu tháng 9 sau khi cựu phát ngôn viên Kang in chuyển sang vai trò thư ký quan hệ công chúng của văn phòng tổng thống. Ông Lee tốt nghiệp khoa ngoại giao và khoa học chính trị của Đại học Yonsei, bắt đầu sự nghiệp với tư cách là phóng viên của nhật báo Seoul Sinmin vào năm 1990, sau đó là phóng viên thường trú tại Washington với vị trí trưởng phòng chính trị và phó giám đốc. Đầu năm 2017, khi cựu tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cân nhắc tranh cử tổng thống, ông Lee đã rời tờ báo để làm người phát ngôn của ông Ban Ki-moon. Sau khi ông Ban quyết định không ứng cử chức vụ tổng thống, ông Lee trở lại với giới truyền thông và làm biên tập viên cho nhật báo có tư tưởng bảo thủ Minh Qua thư ký bố trí của tổng thống Sun, bà Kim Yeon Hee nói với các phóng viên vào chiều chủ nhật. Ông Lee có những phân tích sâu sắc và quan điểm cân bằng về tình hình trong và ngoài nước cũng như các vấn đề chính trị hiện tại, ngoại giao và xã hội. Dự kiến ông ấy sẽ đóng vai trò cầu nối để truyền tải chính xác ý muốn của tổng thống tới người dân. Ông Lee nói khi được bổ nhiệm với tư cách là người phát ngôn, tôi sẽ đại diện cho ý chí của tổng thống và văn phòng tổng thống, đồng thời cũng sẽ đóng vai trò lắng nghe suy nghĩ của giới truyền thông và người dân để chuyển đến văn phòng tổng thống. <laughs> Trung Quốc đang lên kế hoạch bổ nhiệm trợ lý bộ trưởng ngoại giao Gu Jianhao, người đã làm việc tại Nhật Bản với tư cách là nhà ngoại giao hơn 10 năm, làm đại sứ tiếp theo của nước này ở thủ đô Tokyo. Theo các nguồn thảo tin về quan hệ song phương cho biết, vào hôm thứ Bảy ngày 4 tháng 2, ông Wu, người sẽ thay thế đại sứ hiện tại là ông Kong Yu cũng là một chuyên gia về Nhật Bản, dự kiến sẽ nỗ lực để ổn định mối quan hệ song phương vẫn còn bấp bên do tranh chấp lãnh thổ và nhiều vấn đề khác. Các nguồn tin cho biết, tiệc chiêu đại chia tay đại sứ Kong, người bắt đầu công việc vào năm 2019, có thể được tổ chức tại Tokyo vào cuối tháng 2. Trung Quốc đang tìm kiếm sự chấp thuận của Nhật Bản cho việc bổ nhiệm ông Gu và đã lên kế hoạch cho một cuộc gặp giữa đại sứ con và thủ tướng Fumio Kishida trước khi đại sứ con rời nhiệm sở. Ông Wu từng làm việc tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Tokyo hai lần, từ năm 1993 đến năm 1998 và từ năm 2002 đến năm 2008. Ông từng là đại sứ Trung Quốc tại Sri Lanka, đồng thời là vụ trưởng vụ các vấn đề châu Á của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trước khi được thăng chức trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao vào năm 2020. Trong khi đó, đại sứ con đã làm việc để cải thiện quan hệ song phương trong bối cảnh tranh cãi về quần đảo Senkaku ở biển Hoa Đông, cùng với sự đối đầu ngày càng gay gắt giữa Bắc Kinh và Washington đang chi phối quan hệ Trung-Nhật. Đại sứ con đã tổ chức chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Nhật vào mùa xuân năm 2020, nhưng chuyến đi bị hoãn lại do đại dịch Covid-19. Theo dữ liệu chính thức, dự án dẫn nước khổng lồ từ miền Nam lên miền Bắc của Trung Quốc đã chuyển hơn 60 tỷ mét khối nước từ các con sông lớn ở miền Nam đến khu vực miền Bắc thường xuyên bị hạn hán. Lượng nước này lớn hơn lưu lượng trung bình hàng năm của sông Hoàng Hà, con sông dài thứ hai của đất nước. Hơn 150 triệu người đã được hưởng lợi trực tiếp từ dự án này. Dự án dẫn nước từ Nam lên Bắc của Trung Quốc có 3 tuyến đường. Tuyến giữa, tuyến nội bậc nhất bắt đầu từ hồ chứa Đan Giang Khô ở tỉnh Hồ Bắc, chạy qua Hà Nam và Hà Bắc trước khi đến thủ đô Bắc Kinh và thành phố Thiên Tân. Nó bắt đầu cung cấp nước vào tháng 12 năm 2014. Tuyến phía Đông bắt đầu hoạt động vào tháng 11 năm 2013, chuyển nước từ tỉnh Giang Tô phía Đông đến các khu vực bao gồm Thiên Tân và Sơn Đông. Tuyến phía Tây đang trong giai đoạn quy hoạch và chưa được xây dựng. Ông Gia Suan lãnh đạo của dự án cho biết, Trung Quốc sẽ thúc đẩy việc xây dựng dự án dẫn nước tiếp theo vào năm 2023 cũng như đẩy mạnh việc xây dựng mạng lưới nước trên toàn quốc. Đức Giáo Hoàng hôm Chủ nhật ngày 5 tháng 2 nói rằng luật hình sự hóa người LGBT là tội lỗi và bất công vì Thiên Chúa yêu thương cũng như đồng hành với tất cả chúng sinh. Giáo hoàng đưa ra nhận xét của mình khi trả lời câu hỏi của một phóng viên trên máy bay trở về sau chuyến công du tới châu Phi, đã nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ hai nhà lãnh đạo Kitô giáo khác trên máy bay chung với ngài. Giáo hoàng nói tiếp, việc hình sự hóa người đồng tính là một vấn đề không thể chấp nhận được. 50 quốc gia đã hình sự hóa người đồng tính bằng cách này hay cách khác và khoảng 10 quốc gia khác có luật bao gồm án tự hình đối với họ. Được biết hiện nay, 66 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc hình sự hóa các mối quan hệ đồng tính. Ở nhiều quốc gia nơi quan hệ đồng giới là bất hợp pháp, các hình phạt có thể lên đến tự hình. Đức Giáo Hoàng nói tiếp, điều này là không đúng, những người có khuynh hướng đồng tính cũng là con của đấng tối cao. Đấng tối cao yêu thương họ như tất cả sự sống khác. Lên án một người vì họ như vậy là tội lỗi. Hình sự hóa những người có khuynh hướng đồng tính là một sự bất công. Ông Lưu ý rằng sách giáo lý của Giáo hội Công giáo nói, sự hấp dẫn đồng giới không phải là tội lỗi, những người LGBT không nên bị gạt ra ngoài lề xã hội. Khi đến thăm Ireland vào năm 2018, Giáo hoàng cũng nói rằng cha mẹ không thể từ bỏ những đứa con LGBT của mình mà phải giữ chúng trong một gia đình yêu thương. Giáo hoàng đã thực hiện chuyến đi đến Nam Sudan, quốc gia thứ hai trong chuyến công du chương trình thời sự quốc tế của chúng tôi đến đây là kết thúc chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau